Và sau đây em test cái con âm ly Receiver 6060. Đây là một con âm ly Receiver cổ của hãng Sansui. Tiếng rất là hay, cũng tiếng thừa hưởng từ những model lớn như là 7070. Rất là đẹp, đánh hai cầu loa nhau 200W, chạy 4 sọc sắc nét đỏ đen, bass check, low nét đầy đủ nha. Có công nghệ Dolby NR. Thì em test một tí thôi, rồi các bác có thể xem chi tiết ở phía sau video này. Máy rất đẹp. Em này các bác sẽ chơi tốt những dòng loa Mỹ Nhật Âu bắt 30 đô lại nha. Các bác sẽ thấy đẩy này. Thì rất là tốt nha. Mình nha, tôi và lăn hãy đang hiện bên trái phải. Em này giá 12 triệu nha các bác, 12 triệu. Cùng xem chi tiết nha. Vâng, đây là một con âm ly Receiver cổ rất là tầm tiền, dòng âm ly 4 số của Sansui. Đó là 6060, còn là đẹp keng luôn nha các bác. Bác nào mình ở tầm tiền này thì alo cho em nha. Thì con này em về giá khá là tốt, giá 12 triệu. Bác nào lấy thì nhanh tay alo cho em nha. Một con âm ly Receiver cổ Sansui 6060. Con này chạy sổ sách im út của 7070 đó nha các bác, thiết kế y chang nhau đấy, nhưng mà nó nhỏ hơn một tí, rất là đẹp nha các bác. Đây là phần chỉnh bass chép này, ba lăng volume low nét nha. Còn này các bác chơi bass 30 đô lại nha, vừa nghi hay vừa trưng bày đẹp, quan trọng nhất là máy đẹp toàn diện để các bác mình trưng bày được tất cả luôn, lúc là sáng tròn nha các bác. Con này 4 cầu điện nha các bác, hàng đấu Mỹ về. Hiện tại 120V, các bác có thể chuyển điện qua 100 hoặc là 230, 240 vân vân. Đẹp. Phía sau nó trang bị là hai cầu loa AB, A kèm B nha các bác. Các bác có thể chơi lần hai cặp hoặc là chơi hai cặp và riêng lẻ. Thích nghi cặp này hoặc kia chúng ta chỉ cần gạt công tắc phía trước hay là 200 loa. Hay là phần chuyển điện nó nằm bên trong, chúng ta phải ngay ốc này ra nha các bác. Đây là cái anten này. Úp ra rút vô. Rất đẹp nha, vuông thành sắp cạnh hết. Rồi đi vào bên trong luôn để các bác xem cho nó nhanh. Giá 12 triệu bao gồm phí ship, những con đủ em bớt 200 còn 118 nha. Cọc tiền thì cọc 1-2 triệu cho lên là em ship hàng và phí thu hộ là 1% trên giá trị thu tiền nha các bác. Vâng, và em nó là đẹp và rất là mới, rất là xuất sắc nha các bác. Nó chạy 4 sổ sắc nét nha các bác, 4 sổ sắc nét. Quá đẹp nha. Tất cả cầu chì riêng còn nguyên, không có thấy cầu chì mộc mạc không? Đấy. Tổng quan thì em nó chỉ như đó thôi. Phần âm sắc, phần công suất, tất cả nguyên zin nghe không? Có thấy keo này. Bốn con nét nha các bác. Bốn con nét đỏ đen nha. Hai đỏ hai đen. Còn hai con phía dưới là con đỏ, còn hai con phía trên là đen. Hai tụ đột nguồn, tăng phô, sexy, đẹp ken sò ben. Phần là phần chuyển điện nha các bác. Rồi thì máy rất là đẹp nha, từ bên trong cho đến bên ngoài, từ bên ngoài cho vào bên trong. Giá 12 triệu.
Như hai bài đẹp dòng bốn số thì nó thiết kế trưng bày rất là sang nha các bác, và cổ điển nữa. Các bác sẽ thấy đấy, rất là đẹp, lên vô gỗ nó là hết bài nhé. Giá 12 triệu nha các bác.